đó là anh gặp em thì bị sét đánh. Có một câu thả tính nó vô tri á mà kiểu nhắn tin đó là cứ bảo xin chị em chị trước là em bị sét đánh, cái em quay qua em trả lời là thế thằng này sét đánh là sống chắc cũng gì lắm mà sét đánh không chết hả, kiểu vậy á. Là em á là em xích đang kiếm một con mèo lớn là 87 nhưng mà không có, nhưng mà thì gặp con mèo nhỏ. Con mèo lớn mèo nhỏ cũng là mèo. Đúng rồi, là cũng là mèo, cũng hợp tuổi. Bây giờ mình không có chơi qua đường, bây giờ mình đi mình chơi qua thường thử. Em tính kiểu one night stand. Kiếm con mèo nhỏ này mình đó, mình cho nó qua đường cái đó. Nhưng mà tự nhiên cái bắt em xác định mối quan hệ. Mà sao hấp dẫn không? Lúc đó là em không còn stress nữa. Em không stress nữa, vậy em rất yêu đời. Bạn bè em là thấy em khác hẳn mà một tháng em lên Đà Lạt 5 lần. Cứ cuối tuần là em đi Đà Lạt, Dạ, em tên là Thu Hương ạ. Dạ, năm nay em 28 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Em cũng làm bên giải trí ạ. Em quản lý nhân sự của công ty giải trí về lĩnh vực livestream. Dạ, em tên là Thế Anh, em sinh năm 99. Em làm việc hiện tại là lập trình viên, làm cho kỹ thuật viên cho công ty, cũng là công ty giải trí. Thì công ty đó vợ em quản lý. Đó. Hai vợ chồng giỏi giang quá ha. Như vậy là Hương là sinh năm 95. Bạn này 99. Cách nhau 4 tuổi. Ủa nhưng mà nhìn hai bạn thật sự không hề biết là cái tuổi tác của nó trên nhau như vậy đó. Tại thật vì sự rất là nhìn thấy anh già hơn. Đó là em định nói đó nha. Bé Hương có cái nụ cười rất là trẻ con. Đó. Là bây giờ gặp ai cũng phải cười nghe chưa? Thôi giờ kể cho anh nghe đi cái câu chuyện mà hai đứa lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè. Em gặp Thế Anh ở Đà Lạt ạ. Lúc đầu em tưởng là cha Đà Lạt. Ví dụ mà có cưới luôn thì lên trên đó ở thích không khí trên đó. Nhưng mà không phải em lầm ạ. Nếu các bạn đi lên trên đó gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Dạ, em là có một thời gian là em làm việc ở Đà Lạt. Em làm nhà hàng khách sạn ở trên Đà Lạt. Trong quá trình đang công tác ở Đà Lạt thì bạn này lên chơi. Mà bạn này thì là người quen bạn của bạn em. Mà gặp nhau có cảm tình không nè? Nếu mà theo cái kiểu em nói, mà cái thời điểm đó mà em nói với vợ em là lúc đó là anh gặp em thì anh bị sét đánh. Có một câu thả tính nó vô tri á mà kiểu nhắn tin đó là lúc đầu xin chị em chị trước là em bị sét đánh, cái em quay qua em trả lời là thằng này sét đánh là sống chắc cũng gì lắm mà sét đánh không chết hả, kiểu vậy á. Là không có hiểu không hiểu, có hiểu hiểu sét đánh hiểu mà giống như là trời nó không tha. Tức là bé vợ còn vô tri hơn bé chồng. Bé chồng là lối mòn nha, gặp ai cũng là ồ trời ơi anh gặp em bị sét đánh, xét đánh. Bé vợ thì là thôi anh sét đánh không chết luôn á. Vậy đó 89 gặp 90 đó. Cái tự nhiên im re luôn, mà sau này rồi mới nói là lúc đó anh định nói vậy đó, nhưng mà kiểu là thả thính á, nhưng mà tại vì em không hiểu cái anh quê quá anh im luôn. Hương á, dạ. Có ấn tượng gì với cái bé này không? Không, hồi xưa giờ em quen cũng nhiều người lắm nhưng mà không có phải gu của em. Không, ấy là mấy cái người khác không phải gu. Nhưng mà Hương gặp cái là Hương biết là baby hơn mình rồi đúng không? Đúng rồi, biết em gọi cho bạn em á, em kêu là ủa đang đâu vậy cái kiểu. Thì lại bắt máy, mở điện thoại, bắt máy là nghe nè em. Cái em cũng cục xúc nữa, em nói là ai em? Em biết là chắc là bằng hoặc là nhỏ hơn bạn em thôi chứ không thể nào mà bằng em hay lớn em mà xưng em bằng em rồi. Nhưng mà lúc mà ra gặp á thì em kêu họ là em sinh năm mấy, tại vì em á là em xích đang kiếm một con mèo lớn là 87 nhưng mà không có, nhưng mà thì gặp con mèo nhỏ. Con mèo lớn mèo nhỏ cũng là mèo. Đúng rồi, là cũng là mèo, cũng hợp tuổi. Nhưng mà đoán có đúng hay không nha, những người kia là không hợp gu em, nhưng mà tự nhiên con mèo nhỏ này nhìn vô là hợp gu em liền. Dạ, đúng không? Dạ, đúng. Nhìn một cái là thấy là thôi chết rồi, đúng gu. Nhưng mà hợp gu chỗ nào? Ý là ngoại hình đó, cao ốm hiền. Dạ đúng rồi, kiểu nhìn lên vô là kiểu cười á, nụ cười nhìn là thích liền. Đây là gu của em nhưng mà em không phải gu của đây. Vậy hả? Không phải gu luôn. Rồi gu của em là cái gì? Nói chung là nó cũng nhiều nhưng mà nó không phải như này. Em cũng không biết giải thích sao nhưng mà có bạn cao ốm. Còn có bạn thì nhỏ nhỏ con kiểu vậy, nhưng mà bạn này thì nó thuộc dạng là cao giữa mà đó. Đầy đủ. Rồi đến khi nào thì bắt đầu hai đứa mới có cảm tình với nhau? Lúc đó em vẫn còn làm ở Đà Lạt. Thì bạn này lại lên nữa. Đi Đà Lạt hoài luôn hả? Đúng, đi rất nhiều. Mà tới cái chỗ đó ăn luôn? Không. Tới cái chỗ đó ở luôn hay là tới cái chỗ lên, đó là đi là uống có cà phê? Có hẹn trước ạ. Là hẹn với em đúng không? Dạ đúng. Rồi bây giờ hỏi thẳng mặt luôn chứ đừng có đoán nữa, đúng không? Cái lần này lên là chắc có lẽ là bởi vì kết cái anh mèo con này đúng không? Dạ cũng không có nghĩ gì luôn.
lúc đó là em stress quá, công việc rồi tùm lum đủ thứ hết, là lúc đó kiểu cũng đang trong giai đoạn là thích tình nữa. Không, mình bỏ người ta nhưng mà mình vẫn thích tình, nếu kiểu là mình không mất niềm tin vào tình yêu. Bỏ em người mình ta nghĩ hồi xưa giờ mình không có chơi qua đường, bây giờ mình đi mình chơi qua thường thử, em tính kiểu one night stand kiếm con mèo nhỏ này mình rồi, cho nó qua đường cái đã. Nhưng mà tự nhiên cái bắt em xác định mối quan hệ anh đó là xưng hô sao, vẫn chị em chị nha, chị em vẫn chị em thích chị đó. Em thích chị nhưng mà không phải người ta nói, mà cái đó là em nói. Mà em nói mới có câu đầu thôi. Vợ em vô tri quá, em giận quá, em không thèm nói câu sau luôn. Em quê là nghe. Dạ đúng, đúng. Nhỏ này làm nhỏ quê hoài. Quê nè. Rồi sao, rồi tự nhiên không lẽ giờ tắt điện rồi sao nói được với nhau? Trong tâm lý em nghĩ là qua đường đó bây giờ sao cũng được kiểu vậy. Mà không, bây giờ chị phát xác được mối quan hệ với em. Tôi với chị là gì? Dạ đúng rồi. Rồi em có trả lời không? Em im thôi, em lúc đó em rồi, em suy nghĩ được? Em lúc đó cũng khoảng tối rồi mà lúc đó là thuê khách sạn ở xa xa chứ không có ở ngay trung tâm Đà Lạt. Mà em kêu thôi đi, mình đi mua chai soju về mình uống được không? Em nói còn để mình ấy được không? Mình dặn dị xíu. Đúng rồi, nhưng mà không, giờ này mua ở đâu không. Bây giờ phải vậy đó, phải quyết định đi, quyết định liền lúc đó. Em có xác nhận mối quan hệ không? Em xác định chứ, xong rồi sau đó cái gì tới miễn cái đó tới là, đó chúng ta chắc là miễn cưỡng xác nhận, miễn cưỡng xác định mối quan hệ. Nhưng mà lúc đó bà xã nói xác nhận sao? Đó anh đang muốn nghe cái khẩu ngữ của bạn ấy. Em nói là giờ mình phải xác định nó rõ ràng thì mình mới tiếp tục được. Kiểu ý là giờ em là kiểu ngậm ngừ ập ừng ấy, nhưng mà kiểu cuối cùng cũng miễn cưỡng là thì có được cái kiểu vậy. Được rồi, bắt đầu là tới tụi luôn. Tụi mình là yêu nhau ha, tụi mình tìm hiểu nhau. Dạ. Là người yêu của nhau. Rồi sao, hấp dẫn không? Lúc đó là em không còn stress nữa. Em không stress nữa, em về em rất yêu đời. Bạn bè em là thấy em khác hẳn mà một tháng em lên Đà Lạt 5 lần. Ôi. Cứ cuối tuần là em đi Đà Lạt, Rồi bao lâu thì em mới về Sài Gòn em làm việc? Lúc mà em quen bạn này là tháng 12 thì khoảng tầm tháng 4 là em về hẳn Sài Gòn để em làm việc. Mà trước đó là em cũng có dự định rồi, nhưng mà gặp bạn này thì nó sớm hơn tí nữa. Bây giờ mấy đứa cưới nhau được bao lâu rồi? Này mới vui nè. Dạ, cưới được 1 tháng à. Dạ, mà nó son quá vậy. Hả? Đó. Đó. Rồi giờ nó nghe nè, giờ về rồi. Đó, có bao nhiêu cái tật xấu nó có lòi ra không? Hai đứa không bao giờ cãi nhau cho tới cái khoảng thời gian gần cưới, lúc đi phát thiệp á, bắt đầu mới cãi nhau. Lúc nào cũng tự hào với bạn bè là trời ơi, hai đứa tao quen nhau vui lắm mà không. Các bạn bè đi chơi với hai đứa lúc nào cũng khen là hai đứa là em tự hào hay nó tự hào, cả hai đứa đều tự hào luôn. Mà bạn bè cũng tự hào là đi chơi với hai đứa thì vui, kể tùm lum chuyển anh gì dời ngày cưới rồi in thiệp cưới cái gì cũng, nói chung là không phải gọi là cãi sùm hay là giận nhau gì hết, chỉ là có sao? Tranh luận. Thì em mới nói anh ơi em mệt lắm, nói chung là tính em thì cọc mà quen anh thì em đã kềm lại rồi, anh thì anh cứ lên đên sao á, kiểu gì á, kiểu em là không có tinh tế á, em cứ bình thường thôi. Thì kiểu vợ em muốn cái gì thì ít ra phải nói với em, mà kêu em hiểu là em không có kiểu tự động hiểu được, phải nói ra, phải nói rõ cái mà mình cần á. Xong rồi ok em muốn anh hỏi han rồi em, thì em muốn anh hỏi gì em hiểu. Em có mệt không? Rồi từ đó thì sao, ngày nào cũng cứ khoảng tầm nửa tiếng 1 tiếng cái em có mệt không? Cho nên là bao không thích. Rồi bây giờ còn tật gì nữa không? Lập trình mà cái kiểu cứ từ từ thông thả, một đứa thì vội, hay em nó cứ rất là nghịch nhau luôn á, nghịch rất nhiều thứ. Vậy mà nói không hay. Không muốn thì đây là cái gì cũng phải nói, cái kiểu em là muốn có cái gì là em phải nói chia ra. Sẻ với em. Dạ đúng không? Rồi đó. Cái kiểu là nghĩ nhiều á, bị giả xong rồi cứ nghĩ không à. Còn giờ tới em đó, cái phần này là cái phần mà em mong muốn nhất khi lên chương trình đó. Rồi nói đó. Đi nè, nói đi nè, ngồi cho nó gọn ghẽ để em nói cho nó chuẩn chỉ. Vợ em là một người thuộc dạng là siêu nóng tính, làm việc thì là kiểu siêu lập khuôn á, kiểu nó phải đúng chuẩn chỉ, là từ bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 phải đúng như vậy, nó không có được nhảy bước. Còn riêng em là làm sao nào để cho nó có cái số 4, có cái kết quả là được, vẫn giao đúng deadline cái thứ, nhưng mà vợ em không, nó bị cứng nhắc ở chỗ đó. Làm việc thì hay ôm việc vào người, nó nhiều quá, mình làm thì nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, còn vợ em làm luôn việc của 3 người 5 người. Có bao giờ share với những cái điều đó với em không? Có share với em nhiều, và em cũng là người chứng kiến cái việc đó hàng ngày. Nên kiểu vợ em nó cũng bị stress, nhưng mà em chỉ có khuyên vợ em một cái thôi, là mình làm đúng cái bổn phận của mình. Nếu mà mình thêm được cái nào thì mình thêm, chứ không phải cái gì mình cũng thêm vào hết. Tự làm cho con người mình nó mệt á. Kiểu đi về nhà mà ăn cơm mà vẫn phải làm việc, anh hiểu không? Em thì em chỉ muốn là ăn cơm thì hai vợ chồng ngồi với nhau ăn rồi nói chuyện với nhau, chuyện ngày hôm nay hay là sau đó hay sao đó, thì nó vui thôi, chỉ cần nhiêu đó thôi. Tụi em cũng mới vào làm thì nên do vợ em phải có nhiều thứ, thì em chỉ muốn bớt cái đó lại xíu thôi. Chị hiểu nè, thực ra cái quản lý về con người nó phức tạp,
lắm, chứ nó không có bất kỳ một cái công thức nào. Chủ yếu người ta vận dụng cái đầu óc nhiều về cái đắc nhân tâm nhiều hơn. Có những lúc á, mình phải uyển chuyển, có những chuyện á, không phải của mình nhưng mình vẫn phải làm. Làm để làm gì? Làm để chứng minh. Chẳng hạn như chị nói ví dụ thôi, bạn này á, mình cái công việc của bạn nhưng mà bạn cứ nói khó nè, em làm không được, hoặc là em không hiểu, hoặc là em thấy nó sao sao các thứ. Được rồi, nếu mà em làm không được nhưng tôi làm được, là mình lại phải làm để chứng minh cho bạn ấy thấy là bạn ấy sai. Nó khổ như vậy là tại vì thì tất cả những cái điều này á, là tại vì chị cũng quản lý con người, chị biết. Và ông xã cũng nói giống như là Cưng nói vậy đó, có nghĩa là có những việc gì em bỏ được thì em nên bỏ để giữ sức khỏe cho mình. Nhưng mà hơn ai hết mình hiểu được là cái nào mình bỏ được và cái nào mình sẽ không thể bỏ được. Không có ai khùng điên mà đi muốn chuốc những cái cực khổ vào bản thân mình hết. Chia sẻ với nhau thật nhiều hơn nữa để có thể là cùng với nhau để mà giải quyết mọi thứ. Xin cảm ơn hai vợ chồng nghe. Em tên là Hải Đăng, thì năm nay em 24 tuổi. Hiện giờ em đang là nhân viên thiết kế. Nhân viên thiết kế. Hải Đăng mới có 24 tuổi thôi hả em? Trời ơi, nghe cái tên em nhớ biển quá. Còn em? Còn em là Hương Giang. Em cũng bằng tuổi ông xã, 24 tuổi. Thường là Hải Đăng ở trên biển thôi, nhưng mà riêng cái cặp này là có một ngọn Hải Đăng ở ngay cái dòng sông Hương Giang. Cái đèn cái dòng sông Hương Giang. Chắc hai người quen nhau ở Huế đúng không? Dạ không. Anh thật này thiệt à. Thế là bạn quen nhau như thế nào? Sao? Em nhớ hồi đó là cho em có học chung lớp với một người bạn. Thì có một hôm tự nhiên cái bạn nó chạy tới nói với em á là Giang ơi, mà mình có cho số điện thoại của Giang cho một người bạn ở gần nhà á, có gì mà bạn nó mà nhắn tin Giang nhớ trả lời nha, đừng có làm lơ. Thì em hồi đó là em là sinh viên năm cuối, thì trong một ngày nghỉ học á thì em cũng chẳng biết làm gì hết, cái đi ra đi vô, xong rồi cuối cùng quyết định ngồi dưới cửa ngắm trời. Thì mới thấy có một bạn ở đối diện nhà, là bạn đó tên Thái. Thì em mới cái nảy ra một cái ý định đó là chỉ cho vui thôi. Thì em mới hỏi Thái là có em nào xinh xinh không, cho xin số điện thoại. Thái mới bắt đầu lục tìm trong danh bạ điện thoại á, thì kiếm cho em được hai cái sự lựa chọn. Một đó là tên Giang, hai là tên Phương. Cuối cùng là em thích tên Giang hơn, nên em quyết định chọn tên Giang để mà em nhắn tin để làm quen thử. Rồi tới chừng gặp nhau thì sao? Cái cảm giác có giống như mình suy nghĩ không? Cái lúc mà anh nhắn tin á thì cũng có được người bạn nói trước rồi nên em có trả lời lại. Xong rồi cái anh đòi gặp em ngay luôn vào buổi tối đó. Tại vì cái trước lúc đó cái người bạn em nói là cái anh chàng này nghệ sĩ lắm nha, anh học ở bên mỹ thuật á. Em cũng thấy tò mò, em hình dung ra cái anh này nó nghệ sĩ ha. Chắc là cao, gầy gầy, rồi tóc dài, đeo mắt kiến, rồi cũng có thể có râu nữa, hay lưng khòm khòm á. Giống như là em hay tập chuyện trang, em thấy vậy. Cái lúc mà em gặp xong rồi á thì thật sự là hơi ngạc nhiên. Tại vì anh hơi khác so với những gì em nghĩ. Anh rất là dễ thương, phong cách theo Hàn Quốc vậy á. Rồi ngoài kia vô cà phê nói chuyện với nhau. Lúc mà nói chuyện á thì cái anh này ngộ lắm nha, nghệ sĩ đâu mà không nói gì hết á. Toàn có lần em nói nước hoài, nước mãi thôi à. Bữa đó là trễ rồi, mà em từ chiều tới giờ em chưa ăn cái gì hết, cho nên là thấy hơi đói rồi. Mà thì cô này cứ huyên thuyên bất tiệt, cứ hết nói về bản thân mình, rồi lại nói về cái người bạn thân của cô ấy mới đi chơi về. Em cứ lùng bùng trong lỗ tai vậy đó. Lịch sự á, cho nên em phải cố gắng mà em lắng nghe thôi. Bây giờ không biết làm sao hết, cảm thấy giống như là nó ám ảnh trong đầu em. Nó đói bụng quá mà nhớ. Đúng rồi, với lại thì ảnh ngồi anh không có nói chứ anh cười không mà. Đúng không? Thì đúng là phải nói chứ không em. Bây giờ mình gặp nhặt nhau nè, nhìn nhau bốn mắt không. Mấy ngày sau, không hiểu sao gọi lại nhắn tin cho em. Vậy hả, em nhắn sao? Tại vì hôm đó là mấy nhỏ bạn gái á, rủ nhau là hôm nay đi nhậu đi. Thì có uống vài chai bia với nhau. Uống xong rồi cái người em nó lân lân rồi. Mất kiểm soát phần nào rồi đó. Em cũng nhà xa nữa, thế là em mới nhắn tin nhận này trở về giùm. Em nhắn xong cái anh trả lời liền luôn, ok là pin nóng liền. Thì lúc mà trên đường về gần tới nhà rồi, cái hơi men trong người vẫn còn nhiều quá. Em sợ là về cái mẹ la. Cái em nói thôi nhớ có cái bãi đất trống nhà, nói anh này dừng nó đi. Lúc đầu hai đứa nói chuyện vui vẻ, em ngồi em nhìn trăng, cái tự nhiên em thấy cái gì nhọt nhọt sau lưng. Thì em thấy vậy cái em tạm suy nghĩ liền, cái trời làm gì vậy ta, nếu mà tát từng cái là chắc không gặp nhau nữa đâu á. Bây giờ hai đứa đi ngắm trăng rồi nhọt nhọt sau lưng đó, bây giờ cái nhọt nhọt sau lưng đó là cái gì? Lúc đó là trăng nó chiếu thẳng xuống luôn, em nhìn cái nét mặt của ấy lúc đó là rất là buồn luôn á. Thì em mới nghĩ là cô này chắc có chuyện buồn gì mới đi nhậu, thì em mới quàng tay ra. Nhưng mà cô này có phản ứng thái quá là quàng tay em ra. Ủa mà em thò tay sau lưng ta làm cái gì? Em tính ôm em thôi. Trong đầu em lúc đó em nghĩ là anh ấy sẽ làm gì mình? Tại vì phải chứ, anh ôm em anh quàng cái dậy luôn đi. Cái này tự nhiên
từ từ rồi ra cái rồi ra. À được rồi. Đó cua bò, cua bò. Vừa làm vừa suy nghĩ. Đúng sau rồi. Đây là gì nữa nè? Khi mà em quyết định là em cua bò lưng gỗ, em có dừng lại ở cái mức độ là chỉ có ôm eo không? Tiếp theo là ôm đầu. Ôm đầu ngã vô vai em. Tiếp nữa. Tiếp theo là chắc nhìn qua nhìn lại coi có ai không. Rồi tiếp nữa. Chụp cái. Tới đó rồi. Rồi sau cái ngày hôm đó, sau cái đêm đó đó thì cổ phản ứng với em như thế nào? Sáng hôm sau thì điện thoại em có tin nhắn tới. Sự là em nhắn cho người bạn thân. Em nhắn là tự nhiên hôm qua tao nó ngồi ngắm chân cái nó khều khều. Cái nó khều khều lưng tao. Tao tưởng là nó làm gì tao. Tao sợ cái tao gạt tay ra. Em nhắn tin cho bạn nhưng mà gửi lộn qua cho chồng em. Dạ đúng đó. Rồi em khi em nhận được cái tin dễ sợ vậy thì cảm giác em sao cưng? Cô rất là an ức. Tại vì mình đâu có phải là mình lần mò cua bò đâu. Mình là tính mình ôm, mình tỏ tình đàng hoàng. Thứ hai là không được vui vẻ vì cô ấy gọi em là nó. Thì em cũng nhắn trả lời lại là lộn số rồi. Tôi như bạn là tôi không có nhắn tin đâu mà tôi phải hẹn cho ra hai mặt một lời. Tại sao kêu tôi bằng nó? Đúng rồi. Tại sao mày kêu quên, tại sao em kêu tôi bằng nó? Thì lúc đó đúng là em oan ức thiệt. Thì cuối cùng là em đã hẹn cô ấy ra. Thì cà phê thì hai đứa bắt đầu nói chuyện, giải tỏa được những cái vấn đề trong cái khúc mắc lúc đó. Bao giờ em có thể lặp lại được cái hành động là ngã đầu gối vào vai rồi sau đó làm cái chuột? Là bao lâu? 3 tháng sau. Ba tháng sau. Có hồi hộp không cưng? Thì hôm đó thì anh chở em đi chơi, anh nắm tay em chập mặn mẻ lắm, xong rồi anh nói em á là Giang là bạn gái của Bin nha. Em mới từ từ em ngã lên đầu mừng vô vai ảnh. Đúng điều ước mơ đó. Không có. Ủa rồi tỏ tình rồi xong rồi bao lâu thì cưới? Từ từ em quen nhau khoảng được 2 năm rồi. Lúc đó hoàn cảnh vẫn còn đang khó khăn nhưng mà thực sự là rất là yêu cô này rồi. Thì em mới suy nghĩ là có một cái gì đó nó thật là đặc biệt để mà tặng cô ấy. Cuối cùng em suy nghĩ ra là em có một viên đá màu đỏ, sau đó là em xin một người bạn một miếng da. Da gì? Dạ da bò. Da bò. Em mới quấn lại đính cái viên đá lên để mà tặng cho cô ấy. Làm bằng cái nhẫn hả? Dạ, làm thành cái nhẫn. Người ta là nhẫn cỏ, em là nhẫn da bò. Người ta cho em nhẫn cỏ còn anh cho em nhẫn da bò. Khi mà em vừa bước lên anh đã chú ý vào cái ngón áp út của em rồi. Yeah. Hình như đó là chiếc nhẫn da bò của chồng em bạn em, đúng chưa? Dạ, yeah, đúng rồi. Bà xã em nhận cái nhẫn này, cái phản ứng của cô làm sao? Khi mà em làm chiếc nhẫn á, là mình suy nghĩ á, chắc là xúc động dữ lắm á. Nhưng mà cuối cùng khi mà em tặng cho cô ấy á, thì cô ấy nhìn em, cười. Lý do sao cười? Cười hạnh phúc, cười hạnh phúc, cười bất ngờ. Tức là cười sao? Cười, hay là cười, cười châm biếm? Cười hết cỡ. Sao cười sao đâu? Như vậy đúng hả? Sao vậy, sao cười cưng? Tôi phải cười mỉm thôi chứ cười như ma làm cười ha ha. Tại vì cái lúc mà anh tặng em cái nhẫn này á, tụi em đi chơi. Cái về đến nơi cái anh kêu, anh nắm tay em là anh kêu đợi chút. Cái tự nhiên cái anh móc ra cái nhẫn. Xong rồi anh quỳ xuống. Anh nói là em có muốn lấy anh làm vợ không? Trời ơi trời ơi. Nghĩ sao mà hỏi tôi. Em có đồng ý lấy anh làm vợ không? Em rất hạnh phúc luôn. Hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ cũng 2 năm. Hai năm dạ. Rồi khi mà cưới nhau rồi chắc chắn anh chồng này cũng tiếp tục mang một sự lãng mạn đến với em đúng không? Dạ, nó bớt lại. Bớt hả? Dạ, cái điều đó cũng làm cho em hụt hẫng phần nào á. Tại vì bớt. Hồi đó anh là nghệ sĩ mà anh lãng mạn lắm á. Khi mà vào đời sống vợ chồng á thì mình vẫn còn cái tâm hồn lãng mạn như lúc nào em cũng vậy hết. Còn anh thì đã giảm đi rồi. Còn Hải Đăng, còn cái gì mà em thấy vợ em thay đổi so với lúc mà yêu nhau không? Vợ em có một cái là khi mà vợ em về thì em phát hiện ra là vợ rất là lề mề. Rất là lề mề. Hậu đậu nữa. Hậu đậu nữa hả? Lề mề hậu đậu. Hiểu rồi ha. Còn bây giờ hậu đậu sao? Thì giống như là ở trong nhà em, ví dụ như trong nhà em đang ngồi vậy á thì đường có sẵn đường đi, thẳng đường đi, không biết sao đi sao cứ đi qua là tán em cái, lại đá chúng em cái, nên là em thấy khá là hậu đậu. Em cũng không hiểu gì sao á mà em hậu đậu như vậy á, mà anh cứ la em hoài. Mỗi lần ra em làm gì em cứ quất vô anh hoài vậy. Đường đi á, xong đi cái em nói trời ơi, đâu có cố ý đâu, em cũng đâu có hiểu gì sao đâu, mà tự nhiên anh hoang ngồi dẹp vô đi cho em đi. Thực ra khi mà mình có con á, cái bản năng người phụ nữ á, chắc chắn là em phải bớt cái lề mề đi rồi. Có nghĩa là mọi người phải khắc phục một chút xíu nữa. Được không? À. Được không? Dạ, rồi. Tự hứa với nhau nha. Dạ. Rồi. Tụi em hạnh phúc. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn.
sáng giờ có làm xỉ nào không em? Sao nó bê quá vậy? Vui nha, hai chồng vui nha. Rất điềm đạm luôn. Mà hiền lắm nha, mặt hiền của hai chồng này có chắc phải có cái gì đặc biệt nè. Có một cái gì đặc biệt là sợi dây liên đới nào đó từ kiếp trước tới kiếp này. Mới vô cái cụm đầu. Cụm đầu. Hay quá chị ơi, mình phải khám phá rồi chị ạ. Thôi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Bá Thành, đến từ Tây Ninh. Năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên kiểm soát chất lượng cho một công ty thực phẩm. Có nghĩa là thành. Ở chỗ nào mà bán thực phẩm, bán đồ ăn rồi là KCS, em tới kiểm tra. KCS chất lượng về về thực phẩm. Dạ. Ê, đó giờ có gặp những cái tiệm nào mà bán đồ ăn mà kém chất lượng không em? Lúc đó mình sao, xử phạt hay không? Dạ không, cái này làm trong công ty chứ công không ty có làm trong công ty kiểm hàng cho công ty. Rồi ok rồi mời em Thành. Em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý khán giả. Em tên là Cẩm Tiên, em hiện đang làm thủ kho cho một công ty tư nhân. Em có thấy sự liên đới chưa? Sao chị Thành Tiên Thành Tiên đó, hai chồng này là hai chồng này chắc ở đâu tới nè, đúng không ạ? Đó, kiếp trước là cũng có dướng díu gì ở đâu trên trần gian, ở trên trển á. Đúng không? Dạ. Kiếp này á, là xuống dưới trần gian gặp nhau. Dạ. Rồi á, là có kiếp nữa là trở ngược lên á, thành tiên mà. Tại vì bây giờ là thành nhân rồi nè. Ở nhưng mà tên là thành tiên. Tên là thành tiên cho nên là cái kiếp thứ ba là lên trển nữa. Hay quá chị bạn, hay quá chị Một ơi. Bạn hay không? Chị bạn giống như là chị biết trước hay sao á. Giống như chị biết trước. Để coi hai người này phải gặp nhau trong rừng không nha. Rồi, ủa nhưng mà hai em nói là hai em ở đâu? Dạ. Hiện tại đang sống ở Tây Ninh. Tây Ninh mà. Nhiều khi gặp hoặc nhau trên núi. Núi. Trên núi Tây Ninh. Trên núi. Rừng núi. Cũng có thể là. Rừng núi. Không, này cái này mình nói mình đoán cái em đoán ra mà, đúng không? Nó có một cái gì nó tâm linh chút xíu. Có thể là hai bạn này hồi đó là đi chùa. Đi chùa Bà Tây Ninh để xin một cái điều gì đó. Và hai bạn vô tình gặp nhau ở tại chùa Bà Tây Ninh và phải lòng nhau và quen nhau từ lúc đó. Quen trên núi. Đúng không? Dạ không. Không. Rồi thôi em bỏ nghề đi, mệt quá. Làm ông mụ thôi. Đâu hai đứa quen nhau sao đâu, kể mọi người nghe đi cưng. Dạ lần đầu tiên thì tụi con gặp nhau là ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại hai vợ chồng cùng là sinh viên được nhận học bổng của quỹ, một quỹ học bổng thì... Gặp nhau ở đồng bằng chứ không phải là trên núi nha. Gặp nhau ở Sài Gòn. Hồ Chí Minh là đồng bằng. Đúng rồi. Nhưng mà hai người này có cái khác người là hai đứa đều được học bổng ở một trường đại học. Phải sao mới được học bổng đó, phải giỏi đúng không? Rồi gặp nhau ở trong trường, là hai đứa cùng học ở trong trường mà gặp nhau đúng không? Dạ, học khác trường. Khác trường thì của một quỹ học bổng ở ngoài chứ không phải của trường. Tức là nhưng mà là Tiên cũng được học bổng đúng không? Dạ. Tức là cái quỹ học bổng đó cấp cho hai đứa nhưng mà hai đứa lại học hai trường khác nhau. Dạ. Cùng ở thành phố Hồ Chí Minh và gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cơ hội nào mà gặp nhau? Dạ, gặp nhau tại vì tổ chức họ tổ chức họp mặt cho các sinh viên cùng được nhận tài trợ. Cùng được học bổng đúng không? Cái cơ duyên nó kỳ lắm. Rồi lúc đó là bắt đầu chạm mặt nhau. Dạ. Đúng không? Rồi cái ấn tượng đầu tiên mà Tiên nhìn thấy Thành, Tiên ấn tượng gì không? Dạ hồi đó tại trong cái đó cũng đông lắm anh. Cho nên là em cũng không biết chồng ai, em là ai trong đó hết. Dạ. Tại hồi đó em làm ban đại diện á. Cho nên là em chỉ lên chương trình, em thuyết trình rồi thôi. Còn chồng em ngồi ở dưới là chồng em biết em thôi, em không có biết chồng em. Rồi giờ hỏi Thành nè. Đúng rồi, giờ Thành, là có cái bạn Tiên lên thuyết trình thì Thành thấy bạn Tiên. Dạ. Thấy bạn sao? Có ấn tượng gì bạn không? Dạ lúc đó thì thấy vợ nó cũng thấy tròn dễ thương, đúng cái mẫu người mà em thích. Ít người đàn ông nào thích vợ tròn lắm. Ông này thích vợ tròn, gặp đúng bà Tiên tròn. Là bà Tiên luôn. Tròn do. Em thích luôn, em thích luôn đúng không? Mà bạn Tiên đâu có biết là em thích bạn đúng không? Tại vì dưới nhiều quá. Không, tại thấy cái mẫu người thích thôi chứ tại lúc đó chắc chứ cũng chưa có làm quen tìm hiểu vậy. Tại sao vậy? Tình trạng của em lúc đó là như thế nào? Độc thân hay là có người yêu rồi? Dạ, cái lúc đó như vẫn còn độc thân nhưng mà sau đó vẫn có người yêu. Rồi tới khoảng 4 năm sau thì mới liên lạc, mới gặp lại bạn, yêu. Bạn vợ. Hiểu rồi, tức là cái lúc đó là gặp nhau thôi. Nhưng mà 4 năm sau mới yêu. Mới yêu nhau. Dạ. Còn Tiên thì không hề biết hả? Tiên có biết không? Dạ không, thôi chỉ có hẹn gặp mặt lần đầu tiên thì hai người gặp thì mới biết thôi. Dạ. Tức là cái lần gặp mặt đầu tiên của hai em dạ. là cách nhau 4 năm. Dạ đúng. Có nghĩa lần đầu hai đứa coi như là gặp em này gặp em trên sân khấu. Dạ. Là trước đó. Dạ. Có nghĩa hai đứa cũng gặp nhiều nhau nhiều lắm á nhưng mà em không có biết bạn đó thôi. Để bà Tiên mới kể coi, đâu Tiên kể coi.
Dạ, tại hồi đó là bên tổ chức đó là cũng tổ chức nhiều hoạt động á. À, nhưng mà chắc cũng gặp nhau nhiều lắm, nhưng mà tại em không có biết chồng em, tại hồi đó đông lắm. Dạ. Xong sao gặp, cứ nói đi. Hồi đó sau 4 năm á thì hồi đó em chia tay người yêu. Chứ xong em nhắn tin, không biết hồi đó thì sao nhắn tin cho chồng em nữa, em cũng không biết nữa. Dạ, chứ chồng em kêu em là chồng em ít nói lắm, chứ gặp em cũng đâu có nói nhiều đâu, em cảm thấy chắc cũng không hợp đâu. Nhưng mà sau này kiểu như chia tay rồi chứ cũng buồn, cũng muốn có người dẫn đi chơi rồi á. Cho nên là hẹn chồng em, hồi đó là em hồi đó là ngày thứ bảy. Dạ, em về dưới nhà em chơi xong chủ nhật em lên. Mà hồi đó là chồng em ở dưới Tây Ninh rồi. Chứ chồng em kêu là bữa đó gặp mặt có được không. Em lỡ kêu được rồi, mà em đi lên xe, em đi lên đây em suy nghĩ là có nên gặp không. Tại vì cũng quen biết, thí dụ như mà lạ lạ thì mình gặp mình không thích, mình thích mình bỏ cũng được. Còn đằng này là chung một hội á. Dạ. Bỏ không được. Bỏ không bỏ được, kỳ lắm. Lỡ mà quen rồi bỏ là rất kỳ đúng không? Dạ kỳ lắm. Cho nên em mới gọi điện cho ảnh, em hỏi anh đi tới đâu rồi. Anh kêu là anh đang đi tới Củ Chi rồi. Mà mình biết Tây Ninh với Củ Chi thì nó cũng xa, bây giờ kêu người ta quay về thì cũng tội quá đúng không? Dạ. Cho nên là thôi đồng ý gặp luôn. Rồi khi mà dạ. gặp nhau thì thấy thế nào? Dạ em thấy cũng bình thường. Bình thường? Dạ bình thường luôn. Không có ấn tượng gì luôn? Dạ không có ấn tượng gì luôn. Còn bạn này thì sao? Bạn Thành thì sao? Lúc gặp bạn Tiên thì cảm xúc em sao? Em ấn tượng gì? Dạ tại lúc chưa gặp là cũng có liên lạc nói chuyện rồi, trước đó cũng hơn nửa tháng. Dạ nên là với cũng biết trước rồi, tại có để ý vợ trước đó. Có nên là em gặp, là em thích vui. Bạn đúng dạ. không em thích bạn Tiên đó, nên khi em gặp rồi là em thích luôn đó đúng không? Dạ đó. Không gì cản nổi đó đúng không? Dạ kiếp, nhưng kiếp trước có kiếp, nợ kiếp trước có nợ thì đảm bảo em chắc đi vô hái đầu mà tiên bạn đó. bạn này hái tức là cái trái đào nó chưa có chín. Ở trên tiên phủ á là chưa có chín cho nên hám được, mà ông ham đâu có, ông ham ông hái, ông mới bị đầy xuống, hiểu chưa? Ông bị đầy xuống cho nên là bà đào bà rớt xuống rồi, bà đâu có gắn ngược lên cây nữa, bà bị đầy xuống luôn, rớt xuống luôn, rớt xuống rồi có như ông Thành này á là ông cứ đi kiếm, đi tìm, đi kiếm, đi tìm, đi kiếm. Chị nói giống như đúng đầu vậy đó, cho nên bà Tiên mới đâu có ấn tượng gì mà ông này là ấn tượng 4 năm trước rồi 4 năm sau vẫn ấn tượng. Để rồi gặp là dính luôn. Ly kỳ quá. Ly kỳ, quá ly kỳ luôn. Rồi nhưng mà nè, trong cái lúc mà gặp nhau vậy á là ảnh có nói chuyện nhiều không? Có cởi mở không? Hay là dạ rụt có. Nè? Ảnh kêu ảnh ít nói nhưng mà em thấy ảnh nói cũng nhiều á. À. Dạ. Đó. Rồi sau cái lần đó thì đúng bao rồi. Lâu mới yêu nhau? Sau lần đó là chính thức yêu nhau là bao lâu? Không, tại trước đó là cũng có tỏ tình với vợ rồi. Vợ cũng đồng ý rồi nhưng mà dạ. Có nghĩa là trước khi gặp mặt là đã tỏ tình rồi á. Dạ. Tỏ tình qua Facebook rồi luôn. Dạ. Đúng không? Mà vợ đồng ý rồi cho nên hôm đó mới gặp mặt đúng không? Dạ đúng. Nhưng rồi. Mà nãy bà mới xì ra kìa, bà nói không ấn tượng gì hết trơn. Dạ thế đó con cũng biết rồi. Dạ, biết luôn. Chắc là hiểu hoặc hay sao á. Ừ. Đó. Rồi sao rồi bao lâu thì mới bắt đầu cảm thấy là yêu yêu mến mến anh này? Dạ chắc cũng phải nửa năm hả chồng hả? Ừ. Không. 3 tháng à, dạ cái hồi nói chung là cái hồi mà em bị tai nạn á, bạn em chở em về mà bị tái xe á. Chứ xong em vô bệnh viện. Chứ xong anh này mới từ Tây Ninh lên thành phố chăm sóc em. Là lúc đó là em mới có cảm tình, em thấy anh này hiền nè. Đó, cái lúc đó đó. Tôi nói ông này nợ bà này. Nợ đó. Đi hái trái mà hái bậy á. Ta chưa chín mà ông hái đó. Đúng ra là cái trái đó mọc ở trển nó xum xê đó. Nó tốt lắm mà xuống này. Xuống đó. Thì á là lúc thôi. Đó bắt đầu em mới 3 tháng sau đúng không? Dạ. Là sau cái cú tai nạn đó thì bắt đầu em mới quý anh này, mới thương anh này. Dạ. Hai đứa mới chính thức yêu nhau. Dạ. Tại đúng lúc không? Đó em cũng không có biết. Nói chung là em cũng không có hiểu rõ anh này vậy lắm, không biết tính tình ảnh ra làm sao. Nhưng trong cái thời gian nằm viện á, ảnh chăm sóc em đâu á thì em mới hiểu rõ được cái tính tình, thì lúc đó là mình mới xác định. Ừ, tính tình dạ. Lúc đó anh làm gì cho em? Săn sóc hả? Săn sóc kiểu gì? Đút cơm cho em ăn. Nấu đút cơm hả? Dạ. Đây hồi đó em bị gãy tay này nè. Chứ rồi cơm đó là anh mua hay là anh tự nấu anh em lợi cho em? Dạ. Mua cho căng tin đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi sau đó là chăm sóc suốt ở trong bệnh viện hay là có về nhà chăm sóc nữa không? Dạ chừng sau em về Đồng Nai thì lâu lâu anh cũng xuống anh thăm. Từng xuống lần. Lần đó vốn liếng mất nhiều không? Dạ cũng nhiều. Nhiều đúng không? Dạ. Thấy chưa? Tôi nói là khẳng định bạn này nợ bạn này. Nhưng mà gì nè, cái duyên cái nợ là vậy đó. Không, như vậy nè, coi như là chăm sóc mà lúc đó tại vì em đang là sinh viên hay là đã đi làm? Dạ lúc đó đã đi làm. Đã đi làm chắc tiền cũng không có nhiều đúng không?
Dạ. Mà đi lên chăm sóc như vậy rồi ăn uống rồi ở đâu rồi coi như là chi phí tất cả mọi thứ rồi. À lúc đó là vậy là em phải mướn khách sạn em ở để em chăm cho bạn này. Dạ, ở đúng trong bệnh viện luôn. Ở bệnh viện trong bệnh viện luôn. Dạ. Wow. Nhưng mà cái lúc mà cổ mà về nhà rồi á thì em đâu thế nào mà em qua nhà cổ mà em chăm sóc và em ngủ lại đó. À cái lúc đầu tiên lúc mà vợ mới bị tai nạn á nên là cứ nghĩ là cái lúc đó thì bị nhẹ thôi nên là vợ không có dám gọi cho má ở nhà biết nên là mà vợ ở phòng trọ cũng không có cho người lạ vô nên là mới dẫn vợ ra khách sạn để tiện chăm sóc mướn khách sạn để chăm sóc cho vợ. Dạ. Trời ơi mà bao lâu? Dạ chắc khoảng 4-5 ngày. 4-5 ngày là cũng tiền không? Bộn nha, một ngày là cũng 250. 4-5 ngày cũng 1,000,000 đó, bạn giỡn nha. Chưa tiền ăn tiền uống đó, tiền thuốc tiền thang đúng chăm không? Chăm sóc ở trong khách sạn là lửa gần rơm luôn. Đúng không? Nó có bùng cháy không? Tiên cười kìa. Không tiên. Đó. Lửa có trong khách sạn mà chăm sóc quá mà. Lửa gần rơm rồi có bị cháy không? Dạ nó bén một lần thay lần lần thứ ba chứ nó bén luôn. Là bén luôn. Có bén không? Có cháy nổ trong khách sạn không? Đúng không? À, như vậy là trong đó luôn phải không? Em lần đầu tiên của ai là nội bộ trong 4-5 ngày đó là đã xảy ra cháy nổ đúng không? Dạ. Đúng không Thành? Dạ. Trước đó cũng có đi chung nhiều lần tại đi vợ dắt vợ đi du lịch á, cũng ở chung nhưng mà không có bén. Chưa bén, dạ. Chưa cháy. Chưa có bén. Đúng dạ. Không? Ông gan thì tay người ta gãy mà ông muốn cho gãy thêm lần nữa đúng không? Như vậy là trước khi thành tiên là em đã thành công rồi, đúng không? Dạ. Rồi như vậy là gì? nhưng mà cái lúc đó là tay em đang đau mà đúng không? Dạ. Gãy mà đau gì vậy? Gãy chà như vậy chắc cũng khó vất vả lắm mà đúng không? Dạ dạ cái lần bén nó chắc vất vả với em lắm đúng không? Dạ thì cũng hơi vất vả một xíu nhưng mà thích. sao thích vậy? Tay chân ngay đơ gì có gì? Tay chân ngay đơ có cụ quậy gì được đâu? Trời có cảm giác mới. Nghĩ là cán cuốc luôn. Ủa nhưng mà cái lúc mà anh đòi anh gợi ý đó. Dạ. Em có từ chối không? Có, lần đầu tiên em từ chối. Lần đầu tiên em từ chối. Anh ơi, em đang bị thương mà sao? Đâu, đúng rồi. Để tiên kể. Đúng rồi. Từ đầu đến cuối chị nghe. Là ngày thứ nhất là đã gợi ý chưa? Không, cái vụ mà ấy á đòi á rồi em từ chối đó rồi nó làm sao? Lần thứ nhất á trong cái đêm đó luôn. Lần thứ nhất á thì có đòi. Nhưng mà em từ chối, em kêu là tay tôi đau á, không có làm mạnh gì được đâu, ngủ đi. Vậy là cũng đắp mình ngủ chị, đắp mình ngủ. Xong ngủ được khoảng tầm 10 phút lại dậy nữa, lại đòi nữa. Chà, tới sáng luôn á. Sao nữa? Em mệt quá, em nằm làm gì làm đi. Là đêm đầu tiên là đấy rồi. Dạ, không. Cái đêm đầu tiên là ngủ bình thường, có đêm thứ hai ở trong khách sạn á. Là không cứ sờ quần hoài á. Rồi thứ hai là em mệt mỏi, em nói tôi muốn làm gì đó làm đi. Ok. Rồi cuối cùng mà thấy cũng thích thấy được. Nên để luôn. Để luôn. tay đau rồi kệ đó đúng không? Sao Thành? Cái cảm giác sao rồi? Dạ thích. Thích đúng không? Dạ. Thương rồi mà, cái đó là cái người mình thương mà. Tại vì trước đó là hai đứa đã từng đi chung với nhau rồi, đúng không? Rồi. Như vậy nè, bây giờ quay lại anh muốn quay lại cái kỷ niệm đầu tiên mà hai đứa quen nhau đó, là lần đầu tiên mà ai là người tỏ tình trước? Vậy đó bên đây ta tỏ tình rồi mà. Nhưng mà ai là người nhưng mà em tỏ tình mà em có thể hiện không? Dạ, cái thời gian mà lúc mà em yêu bé Tiên á, dạ. Là em có sàm sỡ gì không? Ví dụ đi chơi ha, khoác ôm eo nữa hay là hung hay là nắm tay nắm chân gì á, là em có chủ động em làm việc đó không? Dạ có. Có luôn. Dạ. Mà lần đó là lần đầu tiên gặp hay là lần thứ mấy? Dạ lần đầu tiên. Ở đâu? Lần đầu tiên ở đâu? Dạ ở phố đi bộ. Rồi Tiên nghĩ sao trong người? Lần đầu tiên mà làm gì em? Ôm eo em. Rồi lúc đó em nghĩ sao? Em nghĩ chắc cũng không được đâu, không đàng hoàng lắm đâu. Dạ tại mới có lần đầu tiên à. Mà ôm eo rồi. Dạ ôm eo rồi. Đi bên đường phải không? Đi bên đường cái thọ tay qua ôm phải không? Dạ đúng rồi, ôm mà còn kéo sát lại nữa. Kéo sát em lại luôn. Dạ chứ không phải ôm bình thường. Mà để vị trí này hay là có không? Để vị trí này thôi. Để vị trí này thôi mà em đã nghĩ trong đầu lần này không được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có phản ứng không? Em có phản đối không? Ví dụ như gạt cái tay ra hoặc là né qua. Dạ không, sao hồi đó em cũng để yên luôn anh. Thì đó trời đất ơi, vậy bà cũng đâu được đâu. Duyên nợ rồi, không có trốn được đâu, không có chạy được. Cuối cùng cũng phải thành tiên. Không, nếu như mà người khác đó là em đã ấy ra rồi mà sao cái nợ cái nần rồi nhưng mà cái lúc đụng như vậy là lần đầu tiên đúng không? Dạ. Rồi sau đó
cái nụ hôn đầu tiên đó thì là có làm luôn không hay là bữa khác? Dạ bữa khác. Bữa khác sau đó bao lâu? Sau cái vụ mà eo là bao lâu? Không, cũng trong đợt đó luôn thì khoảng mấy ngày. Mấy ngày sao? Thôi. Dạ. Cũng phố đi bộ luôn hay sao? Dạ không, ở hồ bơi. Chà, hai đứa đi bơi là thành hả? Công rồi. Ừ. Hôm nè, đầu tiên là ở phố đi bộ là đồng bằng. Ừ. Rồi lần thứ hai á là nụ hôn là dưới nước. Dưới nước. Đúng không? Là... Rồi cái lần thứ ba là khách sạn. Khách sạn. Nó cao biển rộng là có đủ hết. Trời, chị bàn sao hay quá chị một. Cái gì chị bàn chị, cũng được chứ. Chị nói là thì sợ luôn trước, kiếp trước nha, rồi kiếp này gặp nhau rồi đó. Như đó ứng thành người rồi đó. Nha. Có kiếp thôi. Nữa là hai đứa là ở trên trển là cũng vẫn ở chung chắc, nhau đó. Chắc hôn nhau ở trên cây đa, ở trên cung trăng đó, ha. Giỡn, rồi thôi bây giờ thôi. Như là tình cảm của hai đứa nó dễ thương quá. Đó, lấy nhau quá đẹp. Khoảng 3 tuần nữa là được 5 rưỡi. Ông chồng nhớ hết tới chưa? Có tin vui chưa? Dạ chưa. Dạ, chưa đúng không? Dạ. Ủa bác em có muốn tin vui liền không? Dạ muốn. Dạ, muốn đúng không? Rồi chút đi anh chút nghe. Dạ. Rồi tật xấu trước đi rồi chút anh Bin anh chút cho ông bói không được chứ mà ông gọi là ông chút là ngon ạ. À. Trời ơi, mới đây nè, mới tuần nè. Cặp vợ chồng kia mới báo tin luôn. Trời ơi anh ơi, em chút một cái em dính liền luôn. Trời mà em nói em chút nó có đứa con gái không? Dạ có đứa con gái. Trời ơi, ông ngủ luôn đó, yên tâm đi báo tin nha. Dạ. Rồi tiếp nè, bây giờ nè tật xấu của ông Thành là gì Tiên? Dạ nhiều quá anh, em kể từ từ nha. Ngủ gáy anh, ngủ gáy dữ lắm. Ngủ gáy có khi mà em quy định là ảnh không được ngủ trước. Anh ngủ trước là em sẽ đánh ảnh dậy để em ngủ, xong rồi ảnh ngủ, muốn ngủ thì ngủ. Dạ. Cái thứ hai nữa là giận vợ hay là giận chuyện gì cứ bỏ xa đi thôi. Dạ. Giận dỗi bỏ đi. Dạ bỏ đi mà không đem tiền, không đem theo điện thoại. Rồi không đem, nói chung là không đem theo một cái thứ gì liên lạc hết á. Dạ. Xong dạy không? Không bỏ đi gọi nhà. Gọi nhà gọi dù có chuyện gì, dù vợ gọi thì sao được đây. Đúng không? Dạ tại tính đi ra ngoài xíu thôi đặng cho vợ xả bớt xuống, dạ, rồi thôi mới quay lại. Giận dỗi hay bỏ nhà bỏ điện thoại? Dạ. Bỏ tiền ở nhà luôn. Dạ đúng rồi. Thế xong chừng về em hỏi đi đâu vậy? Kêu đi về nhà má dưới Đồng Nai á mà đi bộ. Rồi. Giận dỗi hơn. Dạ em hỏi là đi bộ chừng tàu tới cơ 4-5 ngày cũng tới. Dạ. Nhưng mà thực ra là chắc không có về mà chắc ngủ đại ở công viên hay gì đó đúng không? Dạ. Có khi nào về xuống tới Đồng Nai thì không, đi bộ thì không? Dạ không, không có đâu chị. Dạ. Giả bộ ra ngoài thôi. Giả bộ ghế đá công viên nằm nghỉ ngơi đồ. Từ lúc quen cho đến lúc cưới bây giờ ở chung với nhau thì có bao giờ mà ông giận dỗi mà ông đi tới mấy ngày liên tục không? Dạ không, không có đi mấy ngày đâu anh. Dạ thí dụ đi khoảng tầm chắc 1.5-2 tiếng à. Em đi kiếm chứ. Chắc ổng lang thang ngoài công viên á chứ không có vô, không có gia la cà quán cà phê. Tại đâu có tiền đâu uống cà phê. Đúng rồi, đúng. Đúng dạ đâu có tiền đâu. Dạ cũng không có xe, cũng đi đâu luôn, cứ đi bộ vậy. Rồi sao nữa, tật gì nữa nè? Hay sụ mặt lắm. Lâu lâu em giỡn cái gì á mà thí dụ như mà không vui hay là không được ý là ngồi sụ giống như em bé vậy đó. Anh không có suy nghĩ được cái lúc mà em sụ mặt cái con mắt của em nó xệ tới cái nào luôn. Con mắt em vốn dĩ là nó đã sụp rồi, đúng không? Anh cũng thuộc dạng là mắt sụp nè em, nhưng mà em còn sụp hơn anh nữa. Những lúc em sụ thì không biết nó xệ tới cái nào luôn. Hồi đó mình muốn vui, mình muốn chọc ảnh, tự nhiên ảnh giận thì anh sụ mặt xuống như hết vui luôn. Chứ xong em cũng sụ theo luôn. Lúc đó chỉ giả bộ buồn thôi mà cái tưởng thiệt mặt thôi. Vốn dĩ cười đã vẫn buồn mặt rồi thì muốn chi buồn. Đôi mắt xệ. Cực đó. Quá đó. Đó. Rồi đó, tiếp tục còn gì nữa không nè? Dạ thật xấu á, thật xấu á, thật xấu á. Dạ chưa nghĩ ra được nữa vậy mà nãy nói trời thật xấu cũng nhiều lắm. Thôi thực ra cũng đáng yêu mà chỉ có hay giận nè, hay giận dỗi nè. Đó rồi giận thì hay bỏ nhà đi nè. Đúng không? Đúng mà nó nghe nè. Hay nói chuyện cọc lóc với vợ nữa. Cọc lóc. Điện thoại đi chứ, nhiều khi đi ngoài công viên nhiều khi bị ma nữ bắt cái sao gọi điện cho vợ được. Giận cũng đem điện thoại đi con. Đúng không? Dạ. Nghe rút kinh nghiệm lần sau giận được. Giận bỏ nhà đi được, tức là không phải lúc cãi nhau á. Mà ảnh bỏ nhà đi vậy cũng được, bỏ ra bước ra khỏi nhà. Để hại chồng khỏi gây lộn đó. Thì cái chiêu đó cũng được, nhưng mà phải cầm điện thoại theo. Để lỡ có gì á, vợ nó còn điện. Ví dụ vợ ở nhà mà lỡ nó có đau bụng hay là này kia nọ nó điện, đúng không? Đúng không bà Tiên? Dạ. Đó. Rồi. Bây giờ tới ông Thành đó. Đó ông Thành kể thật xấu của bà Tiên coi. Tự nhiên không nghĩ ra nữa vậy. Dạ vợ thì có hay nóng tính, không có khó kiềm chế cảm xúc của mình. Dạ rồi, nóng tính. Dạ nóng nhất thì làm cái gì?
Dạ chỉ la rồi chửi chồng thôi. Cái gì? Chửi chồng. Dạ. Chửi chồng chửi sao? Dạ bình thường con cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ hả? Dạ. Có chửi gì? Có mày tao không? Dạ, dạ không, tại hai vợ chồng cãi nhau thì chỉ nặng nhất thì chỉ xưng anh em thôi, còn bình thường cãi cũng xưng vợ chồng nữa nên là... À vậy đó hả? Dạ, chửi là... chồng, cái từ chửi chồng này ghê lắm á. Dạ. Đó, ví dụ như la, dạ, cầm ràm thì được, nghe câu chửi chồng này nặng lắm nha, lớn dạ lắm đó nha. Dạ đúng rồi. Như vậy chắc có lẽ là chửi dữ lắm cho nên ổng mới bỏ nhà ổng đi á. Dạ không anh, dạ, em không có chửi dữ đâu, em chỉ... Ví dụ là em chỉ chửi... cái đôi mà nặng nhất em, của em làm chửi em chỉ nói chung là em... nó dài thôi, em không có chửi. Dạ đúng rồi, nói nhiều. Lèm mềm á phải không? Lèm mềm nó hoài, nó nhây nó nhưa đó phải không? Dạ đúng rồi. Ừ. Đó, phải còn gì nữa, ông Thành ông hiền như bụt vậy đó hả trời? Má cái mặt như ông bụt vậy. Ừ, còn sao nữa nè? Tiên này là không. Tiên ngủ canh canh cái lò luyện đan á. Ừ, bây giờ á, Thành mong muốn Tiên thay đổi cái gì nhất? À, dạ là phải như là bớt nóng tính, kiềm chế cảm xúc mình lại. Cái đó cũng tốt cho mình. Dạ. Cái đó chỉ muốn nhất là cái đó thôi. Muốn nhất là cái đó đúng không? Mong dạ muốn là bớt nóng tính lại. À với vợ còn một cái tính nữa. Còn tính gì? Đó là vợ ghen. Ghen? Ghen hả? Dạ. Ồ, ghen dữ không? Mỗi lần ghen làm gì? Dạ không, chỉ đòi chia tay thôi. Đòi chia tay thôi hả? Dạ. Mà nhiều không? Một tháng vậy đòi chia tay mấy lần? Dạ không, hồi lúc trước khi, hồi lúc đang quen với lúc mới cưới thì nhiều, còn bây giờ thì tại con cũng hiểu tính vợ rồi nên là không có làm không làm để vợ nổi điên lên nữa đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ghen, mà ghen, ghen chuyện gì em phải có như thế nào thì mới dạ ghen không, chứ chỉ giống như là lướt Facebook hoặc Zalo thấy hình gái cái bấm vô like á, like dạo thôi đó đúng không? Dạ. Thấy like dạo cái là ghen. Dạ. Không, tôi vậy tôi cũng ghen nữa. À. Hiểu không? Thiệt luôn á, khó chịu, đâu biết người ta là ai đâu mà đặt like. Là dạo. Dạ, người like. Quen, người quen của vợ luôn. Không, người quen của chồng nha. Người quen của chồng mà vợ không biết người đó là ai đúng không? Dạ đúng có rồi. Có biết không? Dạ có mấy người thì biết, có mấy người thì không biết. Mà ghen với mấy người biết hay ghen với mấy người không biết? Dạ hồi đó giả bộ ghen thôi mà ảnh tưởng thiệt á. À chứ thực là chứ không có ghen đúng không? Tại bà kèo trên mà bà tiên mà. Bà kèo trên là bà dễ gì bà ghen. Rồi bây giờ em có mong muốn vợ hết ghen không Thành? Dạ cái đó bình thường nên là chỉ muốn vợ là ghen cho nó thêm gia vị đúng không? Dạ bớt nóng tính. Rồi bây giờ Tiên thì muốn anh thay đổi điều gì? Dạ em muốn cho em thay đổi là ngủ đừng có gáy nữa. Cái đó khó lắm. Cái đó bệnh lý rồi chứ không phải tật xấu rồi. Cái đó thuộc là khó bệnh lý mày rồi. Cái đó là phải đi bác sĩ nha. Đó là phải đi bác sĩ nếu mà muốn chồng bớt ngáy. Em phải đi khám tai mũi họng để xem coi mình có bị mắc kẹt cái gì ở cái trong cuống họng này không. Có nhiều người cái vách ngăn nó bị không có thẳng, nó dẹo là ngáy, ngáy dữ lắm. À, thằng em của anh đó là mới đi khám á, tại tự nhiên ngáy ghê quá đi khám thì mới có là polyp ở vách ngăn á chị, polyp ở trên trên mũi đó. Thành ra mổ lấy nguyên cục ra luôn đó thì đi khám đi em. Cái vách ngăn á. Còn anh như anh là tại vì có da có thịt cho nên anh ngáy là chuyện bình thường. Đó. Rồi như vậy là hai vợ chồng là cái mong muốn thay đổi cũng rất là đơn giản. Không, còn việc... nữa, còn nữa, em muốn mong muốn thay đổi gì nữa? Em muốn chồng em là khi mà giận á thì có thể làm gì khác ngoài chuyện bỏ đi. Tại vì chồng em mà bỏ đi á, không có cầm gì trong người á, em cũng cảm thấy lo lắng lắm. Mà em cũng đi kiếm, rồi đi kiếm cũng 2-3 tiếng đồng hồ như vậy. Rồi sáng hôm sau em đi làm em rất là mệt. Dạ. Hiểu không? Cái đó chính xác đó. Cái đó, tại vì biết sao mình còn vợ thương mình mà. Gây lộn thì ai không gây lộn, vợ chồng nào cũng gây lộn hết trơn á, bạn bè gây lộn, anh em gây lộn, mẹ con, cha con cũng gây lộn nữa. Thì vợ chồng sao tránh khỏi. Yeah. Nhưng mà biết là vợ thương mình á thì mình phải hiểu là vợ rất quan tâm tới mình. Thành đã có gây có gì á thì nhớ đi ra cầm cái điện thoại để cho nó biết là mình đang làm gì, đang ở đâu. Vậy thôi, nghe. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với trình vợ chồng son. Nhưng mà anh hỏi nè, mỗi một lần gây lộn như vậy á là có giải quyết hết vấn đề hay không? Dạ giải quyết hết vấn đề anh. À dạ thôi vậy được rồi. Thôi bây giờ trước khi bây kết giờ, thúc thì không, đó bây giờ để anh Minh Chúc phải không? Anh Minh Chúc là trước khi đó chị dặn nè. Dạ bây giờ hai đứa mới cưới nhau đúng dạ không? Dạ coi như được mấy 3 tuần nữa là được 1.5 năm đúng không? Dạ. Đó được 1.5 năm. Sau đây ví dụ mà anh Minh á Chúc mà hai đứa có bầu, dạ ha, đó bé có bầu thì là tuyệt đối bỏ cái vụ mà đi ra ngoài. Đúng nghe, nhớ nghe. Dạ. Nhớ nghe. Rồi cái thứ hai nữa là nếu có bầu rồi á là vợ sẽ nóng tính hơn nữa. Vợ nó sẽ nóng tính hơn, nó sẽ trái tính trái nết hơn rất là nhiều. Thì mình cứ gồng đi, mình gồng trong cái thời gian vợ có bầu đi.
Đó, tuy nhiên nha vợ, lúc mình đang có bầu, mình cũng tự mình phải biết hạn chế nóng nảy. Dạ. Hiểu không? Nếu như mà nó không phải là do cái kích thích tố nữ á, mà nó làm cho mình bị bộc phát lên như vậy, thì mình phải tự biết là mình kềm hãm cái nóng tính của mình lại. Dạ. Thì nó rất ảnh hưởng cho cái bào thai. Dạ. Nhớ nha, đó, dặn dò trước vậy đó. Dạ. Đó, rồi để ráng mà giữ sức khỏe để mà cho em bé khỏe tốt, rồi mẹ tròn con vuông, đúng không? Đúng rồi. Với anh cũng xin tiếp lời nữa là cái việc mà nóng nảy mà bỏ đi ra ngoài như vậy nó vô cùng nguy hiểm. Dạ. Nó không phải nguy hiểm cho cái người bỏ đi mà người ở lại cũng nguy hiểm. Thí dụ trong nhà nó có một cái chuyện gì xảy ra thì làm sao kêu được, đúng chưa? Rồi chúng ta có thể thỏa nghe nghe bản thân anh là trước ông hay bỏ nhà đi, mà sau này thỏa thuận với nhau, không cần phải đi đâu chứ, chỉ cần nói với nhau, chúng ta cần im lặng, thế thôi, đừng ai nói tới ai cả. Đó là một cái giải pháp tốt, đúng không? Dạ. Đừng đi em à, nghe. Dạ. Rồi thôi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Và anh chúc cho hai vợ chồng thành tiên nghe. Rồi năm nay ha, cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Dạ, em cảm ơn. Một năm rưỡi rồi con ơi, xuống đi con ơi, xuống đi con ơi. Nha. Đúng xuống rồi. Đi, được rồi, đừng có trả nữa nha. Dạ. Chúc cho hai vợ chồng qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với hai, đến với hai gia đình nội ngoại và đặc biệt đến với gia đình của hai em. Dạ, nha. Em cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn hai đứa. Dạ. Dạ. Có một ý là vợ hay buồn là tại lúc quen nhau á không có cầu hôn vợ nên bây giờ em xin hát một bài để tặng cho vợ. Rồi hay quá, đứng lên hát tặng vợ luôn. Trời ơi, về đi vợ. Vợ hơi ngạc nhiên đó, cô tiên của ngạc nhiên đó, nhưng mà thành gác đi. Đừng quá lo lắng cho anh khi mắt của anh còn thấy, đừng sợ cho nhà bắt nạt khi vẫn còn anh ở đây. Sống hôm nay thì biết hôm nay, chuyện ngày mai cứ để mai tính. Chừng nào anh vẫn còn sống cứ để vất vả lo toan gánh một mình. Chuyện cơ cực anh cũng không ngại, đơn giản vì anh yêu em. Anh không muốn vì anh em phải lao vào dòng đời bon chen, nhưng cuộc đời vẫn là cuộc đời. Kiếp người có trải ý trời, anh chỉ lo một ngày nào đó điều anh sợ không ngờ mà tới. Sợ một ngày tiền bạc tiêu tan, không xây nổi cho em nhà lầu. Tương lai sự nghiệp tiêu tan, không lo đủ cho em ngày sau. Sợ một ngày lâm cảnh cơ hàng, ngày qua ngày sống trong lo âu. Lo không biết khi nào em nói anh ơi, em ngại vượt qua cùng nhau. Tất cả chỉ là nếu như, anh không mong điều đó xảy ra. Cho dù chuyện có xảy ra, anh chỉ muốn nói một điều là những điều tốt đẹp nhất em hãy là người giữ lại. Tất cả những gì tệ hại anh sẽ là người gánh trên hai vai, đừng lo. Hay quá. Hay quá, ôm chồng cái đi nào. Ôi ôi, à, chưa, có nhẫn còn kia, nữa. Kia, kia. Ôi, bảo đảm vỡ òa luôn nè. Hồi nãy là lời của rap, còn bây giờ là lời của mình, nghe Thành. Đâu rap đó là Thành tự viết đó đúng không? Dạ không. Không, cũng theo một rap. À, một cái bài rap. Rồi. Oh, và bây giờ chúng ta đang chứng kiến nha, một giây phút hạnh phúc của vợ chồng thành tiên. Đó. Trời ơi, cưng quá. Dễ rồi. Chúng ta đã nhìn thấy được giọt nước mắt quá xúc động của tiên. Tháng sau có bầu luôn. Đấy rồi, tháng sau có bầu dính luôn. Đầu năm sau đẻ luôn. Nghe Thành. Nghe. Rồi, em có muốn nói gì không? Hả Tiên? Có muốn nói gì không Tiên? Dạ, em xúc động không nói gì hết. Em xúc động không nói gì nổi luôn đúng không? Dạ. Mà thấy yêu chồng không? Dạ có. Yêu quá trời yêu đúng không? Dạ. Thôi, anh nghĩ là giọt nước mắt này là một giọt nước mắt rất là hạnh giá phúc. Trị, giọt nước mắt hạnh phúc trong chương trình Vợ Chồng Son. Và xin chúc cho hai em cứ như thế này, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời và sống trong một cái niềm vui an lạc và hạnh phúc nha. Rồi. Rồi, trời ơi, dễ thương quá.